Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mỡ bụng không chỉ khiến các bạn tự ti mà còn ảnh hưởng lớn tới cuộc sống hàng ngày. Đương nhiên là mỡ bụng cũng tác động từ nhiều yếu tố, chẳng hạn như là bụng bia hay là do chế độ ăn uống của chính bạn. Và các bạn có bao giờ băn khoăn rằng chúng ta cần đánh bay mỡ bụng như thế nào không ạ? Và nếu các bạn chưa biết rõ thì trong clip ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa tới quý vị những loại thực phẩm hỗ trợ đánh bay mỡ bụng, cùng với đó là một số bài tập hiệu quả. Đánh bay mỡ bụng bằng những thực phẩm đơn giản. 1. Uống nhiều nước và trà không đường. Ngừng uống nước ngọt, điều này bao gồm đường và chất ngọt nhân tạo. Uống nước lọc, trà không đường, cà phê đen và trà xanh để có lợi ích tối đa. Bạn phải tránh đường vì đường được tạo ra một phần từ fructose. Gan của bạn có thể chuyển hóa nhiều fructose và biến chất này thành chất béo, khiến nó hình thành lớp mỡ bụng rất dày. 2. Ngừng ăn đường. Cũng nên chấm dứt ăn đường hay chất ngọt nhân tạo. Dù bạn có thể cảm thấy khó khăn, nhưng giảm mỡ bụng là đáng để bạn chịu đựng tổn thất này. Loại bỏ đường có nghĩa là không còn nước ngọt, nước ép trái cây, bánh quy, bánh ngọt hay các loại kẹo. 3. Ăn trái cây. Làm dịu cơn thèm đồ ngọt bằng cách ăn trái cây. Trái cây tốt cho sức khỏe, mặc dù nó có chứa đường. Nhưng khi bạn ăn trái cây, việc nhai làm cho não của bạn giải phóng hormone, khiến bạn cảm thấy no. Và trái cây chứa ít chất xơ. Chất xơ làm cho bạn cảm thấy no lâu hơn. Điều này khiến bạn ăn ít đi. 4. Rau xanh. Ăn rau sống, hấp hoặc luộc. Rau có chứa vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Ăn các loại rau có nhiều màu như đỏ, cam, vàng hay xanh lá cây. Mỗi loại chứa các chất dinh dưỡng khác nhau. Giống như trái cây, rau có chứa nhiều chất xơ và sẽ mất nhiều thời gian hơn để bạn tiêu hóa chúng. 5. Ăn thịt. Thịt nạc như thịt bò, thịt gà, trứng và cá là những chất chiến thắng trong cuộc chiến mỡ bụng. Các nghiên cứu cho thấy rằng bạn càng ăn nhiều chất lượng protein, bạn càng ít mỡ bụng. 6. Ăn hạt. Thay vì ngũ cốc tinh chế, hãy ăn ít hơn 50g mỗi ngày ngũ cốc nguyên hạt. Có hàng trăm loại ngũ cốc nguyên hạt là nguồn protein thực vật tuyệt vời. 7. Ăn chất xơ. Chất xơ tạo thành một loại gel dày, mất nhiều thời gian để xử lý ruột của bạn. Bạn sẽ cảm thấy no lâu, cũng như hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn khi thức ăn di chuyển chậm hơn qua ruột. Nghiên cứu cho thấy rằng, ăn 10-14g chất xơ hòa tan mỗi ngày giúp giảm mỡ bụng 4,5 pound trong một tháng. 8. Thêm hạt chia. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm hoàn hảo, hãy thử hạt chia. Chúng đặc biệt giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, chất xơ, protein, chất béo lành mạnh và là một chất xơ nhớt tuyệt vời. Ăn hạt chia sống hàng ngày, ngâm trong nước trái cây hoặc thêm vào bột yến mạch, ngũ cốc, sữa chua, rau và ăn khoảng 1,5 muỗng canh 2 lần trên một ngày. Vâng, bên cạnh những loại thực phẩm mà bạn nên sử dụng để có một vóc dáng hoàn hảo, thì bên cạnh đó quý vị cũng nên tránh xa một số loại thực phẩm sau đây để tránh tích tụ lớp mỡ bụng dày đặc. Những thực phẩm cần tránh. 1. Đồ uống có cồn. Đồ uống có cồn luôn được gắn mác giàu calo. Không chỉ vậy, chúng còn gây ra cảm giác hưng phấn, thèm ăn, nên không có gì ngạc nhiên khi chúng đã uống rượu bia nhưng vẫn có thể hấp thu thêm các loại thực phẩm khác. Hơn nữa, những người thường xuyên uống bia sẽ có bụng khá lớn, hay còn gọi là tình trạng béo bụng. Nước ngọt. Nước ngọt chứa rất nhiều đường khiến cho chị em tăng cân mất kiểm soát. Kể cả chị em đã cẩn thận lựa chọn những loại nước ít đường, thì chúng vẫn khiến quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn và gây tăng tích mỡ thừa trong cơ thể. Muối. Muối có khả năng tích nước, do đó khi ăn những thực phẩm chứa nhiều muối sẽ gây hiện tượng phù nề do tích nước và tích mỡ thừa. Đồ ăn nhanh. Đồ ăn nhanh luôn chứa rất nhiều chất béo có hại cùng lượng đường rất cao. Khi ăn những thực phẩm này quá nhiều sẽ gây nên hiện tượng tích trữ mỡ thừa, khiến cho những bước đi của chị em ngày một nặng nề hơn. Tinh bột. Tinh bột chứa một lượng carbon hydrate lớn, khiến cho dạ dày tiêu thụ chúng nhanh chóng và gây đột biến insulin trong máu. Những thực phẩm chứa nhiều tinh bột như gạo trắng, bánh mì, khoai tây, khi ăn nhiều sẽ gây gia tăng insulin và tăng tích trữ mỡ thừa ở vùng bụng. Các sản phẩm từ sữa. Chị em khó lòng phủ nhận được những công dụng từ sữa, nhưng lại cũng trở nên lo ngại vì hàm lượng chất béo bão hòa trong sữa có thể khiến vòng 2 ngày một lớn hơn. Do đó, chị em nên chọn những loại sữa có hàm lượng chất béo càng ít càng tốt. Các loại trái cây sấy khô. Trái cây sấy khô cũng là một trong những thực phẩm gây béo bụng, nhưng lại ít khi được nhắc tới. Chúng thường được cho thêm đường khi sấy để có vị ngọt đậm đà hơn. Thế nhưng,
cách chế biến này đã vô tình biến vòng hai của chị em trở nên to bất thường nếu không ăn đúng cách. Với những thông tin mà chúng tôi đưa ra trên đây thì hy vọng rằng quý vị có thể là áp dụng vào trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình để có được một vóc dáng như ý. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.